Huyện ủy huyện Trảng Bom vừa tổ chức hội nghị chuyên đề chia sẻ về cách ứng xử với báo chí và truyền thông. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, trưởng phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh về chia sẻ, trên 100 cán bộ đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, thường trực các đảng ủy và ban nhân dân các xã thị trấn đã đến dự và cùng trao đổi kinh nghiệm. Nội dung của buổi chia sẻ tập trung nói về những kỹ năng phát ngôn và trả lời báo chí, bức tranh tổng quát về truyền thông và báo chí thời đại công nghệ số, báo chí tại Việt Nam, người phát ngôn viên là gì, kỹ năng phát ngôn và phát ngôn với báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, những điều nên làm và không nên làm khi gặp nhà báo, v.v. Những vấn đề nóng tổng quan của truyền thông năm 2024. Mục đích của buổi chia sẻ này là nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện cơ sở về cách ứng xử với báo chí và truyền thông, cũng như nhận biết về xu hướng mới trong công tác truyền thông.